Ờ, lưới xíu nữa hành là không lấy mép được. Em chụp gì vậy? Em từng bấm đó. Em bỏ vô nhiều quá. Hồi nãy đi nghe là anh bỏ ít thôi. Cũng bỏ bớt những con ngoài này được rồi. Và những con ngoài ra lát nhúng tiếp. Em đã đỏ thôi. Ồ. Wow. Cái mỡ nó chạy xuống. Cái đào có mùi thơm rồi đó. Này là trong bịch cái ông bơm oxy luôn á. Từ đói nhé. Nước đó, nước biển luôn anh. Nước biển luôn hả? Dạ. Ồ, đã hả? Nên là cái con này rửa cho là lúc mà mình hấp hay là mình làm là nó có mặn mặn sẵn. À, vậy hả? Đây. Con này là con ngao hai còi nha. Con này giá gấp đôi con nghêu trắng nhưng mà thịt to gấp khoảng 4 lần, 3-4 lần gì con nghêu trắng á. Đúng rồi, con nghêu trắng cái vỏ nó dày vào lúc nó hấp nữa thì thịt nó teo lại mà. Dạ. Yeah. Con này thịt bự lắm. Con này bây giờ con này lát ngậm ớt cái đi ha, ngậm ớt cho nó nhả ra. Thực ra là con này như là cũng không có cát đâu. Cái này anh làm cái gì à? Cái này làm ngao nướng mỡ hành. Con này to nên thịt nó đầy nên mình nướng mỡ hành được. Bỏ vô. Ngâm bao lâu anh? Ngâm có khoảng 20 phút nửa tiếng đi. Ngâm vậy là chắc nó ngẽo luôn hả? Hả? À, nó cay nó chỉ nhả ra thôi, dạng dớp. Còn đây là ốc hương. Xay 90% con 1 kg. Rồi. Đây. Đây. Cỡ đó. Ôi nó bị mờ rồi. Đây. Cái này cỡ ngón tay cái, bự hơn cái cái xíu. Rồi bự hơn cái cả chục. Sống hết luôn. Này là 350.000 ký. Giá hiện tại là hôm nay ngày 12 tháng 10 2019. Còn một con rất giá trị. Con nấm là ốc gì đây? Ốc gì? Nhìn cái vẻ bên ngoài của nó coi đoán coi là ốc gì? Con này nó mới nhảy lên mặt nước luôn. Ừ. Ốc gì? Ốc hương. Ốc hương tại vì lát nữa ăn là nó sẽ có mùi thơm đặc trưng nên nó giòn. Trời má ơi, nãy con thấy mấy con này rửa ra hết luôn. Đâu nó phun nước vào. What the? Lâu rồi không thấy chỗ này á. Ủa chỉ có mình con này sẵn. Ồ con này cũng được này. Anh bác ơi bác nó đi. Ồ nó đóng lại rồi bắt kiểu gì à, bác bỏ xuống là nó bò. Đất nó bò. Ồ nó di chuyển. Cái bình thường á. Tí nó quay khi nào á. Ủa con này đem con này. Lộn ngược chiều đúng không? Giờ con nó cay quá nên nó phải lè lưỡi ra các bạn ạ. Ồ con kia nó lè lưỡi ra kiểu gì? Mấy góc này của tí không quay hả? Không có con nào lè luôn mà. Má ơi mấy con này không có ớt nè. Chỉnh qua cho ớt bên này. Đang quậy. Đây một cục ớt rồi. Cho con này qua thôi. Ôi nó đụng trúng con này rồi. Ôi rồi, anh phun nước, ôi rồi. Con anh phun nước này. Đó. Ý, cái bà ơi, nãy nó vừa phun nước mà nó phun nước quá trời vô tay mình luôn á. Đây này, giờ nó đang đi chuyển. Ôi coi chừng giờ nó phun nước tiếp nha. Ô di chuyển hả? Nên di chuyển hả? Ồ, ôi rồi chúng con ốc quá à. Ốc mèo Dũng ớt rồi nha. Nó thấy cục ớt đã đi ra nhưng mà cái lưỡi nó vẫn ra được. Nó không phun nước, nó không có tiếng. Ê bậy rồi. Ủa nó nhìn ai vậy? Ốc gì nó phun nước tiếp hả? Nãy nó phun nước quá trời do tay người ta. Rửa tay rồi. Trời, nãy nó phun nước phải được hơn mét luôn á. Phun từ đây mà đi qua văng nước tới đây luôn. Còn văng vô tay mình nè, từ đây nè nó văng phịch vào tay mình luôn. Ủa làm sao nó văng qua đây? Hai con khác nhau á. Đó là cái gì trời? Nó có cái cọng dây lòi ra. Rồi để sạch lát lên nhí. Con này cái này mình lăn đi ớt không? Nước rất là bẩn luôn. Ngã này đó. Cái này hả? Nước dơ không? Sạch hơn nè. Nó mới đưa vào cho nó nhả nhớt chất bẩn ra. Bây giờ mình sẽ rửa sạch từng con. Luộc chút xíu ốc mình trần sơ qua cho nó thả nhớt à. Nhả hết chất dơ ra là mình sẽ làm món rang muối. Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu nướng ngon hai còi. Mình sẽ đặt nó lên bếp thôi. Kẹp lại. Ý là nó còn sống. Cô gái này chưa biết nướng. Ý là nó còn sống á. Nó còn sống á, kẹp lại. Đấy. Giờ mình sẽ xếp nó lên. Mắm ơi, cái bếp này là sử dụng bếp ga nướng. Ở thành phố thì chỉ có thể nướng như thế này thôi. Anh dùng tay trái đâu? Một lần cái này hồi nãy đếm chính xác 17 con thì 10 lần mình đếm khoảng 10 con đi. Nếu không 10 con. 17 con lần nướng 8 con đi. Lần 8 bằng 9 con ha. Bao nhiêu con rồi? 3 6. Rồi được rồi. Vậy em nướng hết luôn hả? Ở đây là mình sẽ nướng theo hai kiểu, là nướng mỡ hành là người Việt Nam mình hay ăn kiểu này. Thêm kiểu là nướng nước mắm ớt tỏi. Món tỏi có hành nữa. Đó, thì đây là nướng kiểu Thái. Rồi. Thì mình nướng một lát là nó hạ cái miệng con nghêu ra. Con ngao ra. Ngao này mình mua ngao sống là ăn ngon nhất nha. Hải sản là chỉ có ăn đồ sống mới là ngon nhất thôi. Trong khi chờ đợi ngao hạ mỏ ra nướng ra thì bây giờ mình tiếp tục làm cái món ốc hương xào muối. Trước đó mình đã bỏ sả băm nhuyễn vô rồi. Dặn quá thơm quá. Nhưng mà thơm mùi sả chưa thấy, mùi hải sản ăn đã thấy rồi. May là hồi nãy thiếu, may là có muối tinh tinh. ra bằng muối lên anh luôn anh. Ừ. Cái này là mình tự chế luôn sau khi tham khảo các tham khảo mạng. Ừ. Cuối tuần này nghe tuần nào cũng được bữa vậy là ok rồi, không kém lắm. Một ký ốc hương và một ký ngai còi trị giá 441.000. Mọi người có thể đến siêu thị 24 giờ Cmart để tham khảo. Giờ khi nào mình rang tới lúc mà nó khô mà nó đóng muối rồi vào cái con ốc là được. Ừ. Nó bắt đầu nó bung ra là sao? Nhưng mà nó có nước. Nó có nước. Đó đừng như vậy đâu, đổ cho nó. Nhưng mà chờ. Bỏ nước nó ra hả? Ừ, đổ nước ra ngoài đi. Nước nó ngọt lắm nha. Ừ, nước nó ngọt lắm đó. Uống hả? À, mình ra nướng rồi mình chịu thôi. À, nướng là phải ăn kia đó thôi. Ồ, nhiều thịt quá hả? À đó, cái con ngai coi này thấy thịt không? Thịt khiếp chưa? To lắm. Nó bắt đầu nó bung ra là sao? Nhưng mà nó có nước. Nó có nước. Đó đừng như vậy đâu, đổ cho nó. Nhưng mà chờ. Bỏ nước nó ra hả? Ừ, đổ nước ra ngoài đi. Nước nó ngọt lắm nha. Ừ, nước nó ngọt lắm đó. Uống hả? À, mình ra nướng rồi mình chịu thôi. À, nướng là phải ăn kia đó thôi. Ồ, nhiều thịt quá hả? À đó, cái con ngai coi này thấy thịt không? Thịt khiếp chưa? To lắm. Hình như là nướng cho nó nở sơ sơ ra xong mình bẻ hay sao á. À, đó mình nướng một xíu mỡ hành là không lấy nếp gì vậy? Chụp chi vậy? Em từng bấm đó. Em bỏ vô nhiều quá. Hồi nãy đi nghe là em bỏ ít thôi. Nhưng mà bớt những con ngoài này được rồi. Và những con ngoài đó lát nướng tiếp. Đây nó đã đỏ đó. Ồ. Wow. Cái mỡ nó chạy xuống. Đầu có mùi thơm rồi đó. Còn kéo cái ống lại nhỏ lại. Sao á? Lửa to quá không ta nhỏ hơn tí. Rồi xèo xèo ha. Thơm không? Chút gọi nữa nhé. Cái này mình nướng vừa nướng chín quá thôi. Một khói dặn ra. Rồi. Ha. Nãy giờ mà. Đi đi con. Em vừa nướng mẻ được 4 con rồi. Cái này cũng được rồi nè. Rồi mẻ khác anh đi. Đâu, cái kẹp à. Cho lửa nhỏ hơn tí nữa. Bây giờ đây nè, con kia luôn này, sao nó lấy nhát rồi. Thơm không Năm? Thơm không? Mấy con này chết rồi con Dung. Chết rồi, đứng chín rồi là chết. Còn có con à. Còn có con à. Sao thế? Con này nó cũng chết rồi hả cô? Chưa, con nó chưa chết. Con nó chưa nướng là chưa chết. Mùa dính nhất đấy. Thì mình sẽ nhắc đây. Ngon ha, nhìn hấp dẫn đấy. Đó đây nướng mỡ hành, ăn thơm phức luôn. Còn mẻ cuối. Đó được rồi. Bắt lòng lại hoài là lát nữa còn gì hết đâu vậy. Hỏi Nắm nè. Ngon quá, ăn là quên review. Nắm ăn cảm tưởng như thế nào? Cho cầu Tiến quay hỏi ngao hai còi và món ngọc hương như thế nào? Cảm tưởng. Nhìn nước ngon. Cảm tưởng ra sao? Món này với món này không ngon không? Ừ. Ngon như thế nào? Ngon như thế nào? Con phải nói là phát biểu cảm tưởng của con là cảm tưởng của con là ngon như thế nào mà. Đúng rồi. Đúng rồi.